Đi lùng băng tội phạm trốn chạy trong chuyến công tác tại Đắk Lắk đầu tháng 10 năm 2018 tôi được đại tá Văn Ngọc Thi nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk kể lại những chiến công huyền thoại của anh và đồng đội trong cuộc chiến chống tội phạm trên mảnh đất Tây Nguyên đầy khắc nghiệt anh bảo cuộc chiến sinh tử chống tội phạm luôn rình rập nhiều nguy hiểm Nhất là bọn tội phạm có vũ khí Trong ký ức anh Vụ anh bắn xuyên mắt cá chân Tướng cướp Phạm Thành Nhân Giấy căn hầm bí ẩn Và cuộc truy lùng Chúa tẻ rừng xanh Hơn một ngàn ngày gian khổ Là những kỳ tích khó quên Đại tá Văn Ngọc Thi Tức Sáu Thi kể Đêm 16 tháng 9 năm 1981 Ba phạm nhân Phạm Thành Nhân, Hà Văn Giang, Hồ Thành Vinh bỏ trốn khỏi trại giam công an tỉnh rồi móc nối với Vũ Hải, Nguyễn Văn Điệu lấy cắp hai khẩu súng AK, một khẩu AR-15 bắt đầu hoạt động. Chúng chia làm hai nhóm, một nhóm giả làm khách đi đường lên xe lam ba bánh, một nhóm phục kích ở đoạn đường vắng. Khi xe đến chúng chặn cướp Phi vụ đầu tiên chúng thực hiện vào ngày 1 tháng 10 năm 1981 Do Nhân, Răng, Vũ Hải, Vinh hành sự Cướp được hai đồng hồ senco, 4 dây chuyền vàng và một nhẫn vàng Quá trình hoạt động gây án Chúng trang bị thêm 3 khẩu súng Thực hiện liên tiếp 7 vụ cướp tài sản Và sẵn sàng nổ súng chống trả lực lượng công an gây rúng động tây nguyên một sáng tháng 10 đường phố người xe qua lại chưa nhiều tổ trinh sát hình sự do sáu thi lúc này là đội trưởng đội cảnh sát hình sự điều tra xét hỏi chỉ huy tập trung quan sát những kẻ khả nghi phát hiện bọn cướp trên chiếc xe lam đang chạy về hướng tỉnh lộ tám đi quảng phú Trinh sát liền bám theo trên những chiếc xe đạp cao cảnh. Khi chiếc xe lam vừa đến đầu tỉnh lộ tám, bọn cướp chặn đường và cùng các tên trên xe chấn cướp tài sản. Ngay lập tức, trinh sát nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Từ trong xe chúng chĩa súng về phía trinh sát nhà đạn. Các trinh sát lập tức bắn trả. Người dân ý ới gọi nhau chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp. Tiếng súng hai bên nổ liên thanh làm náo động khu rừng giữa ban mai. Thấy công an đang áp sát, chúng liền vọt khỏi xe và nhà đạn, rồi rút vào căn nhà hoang trong khu đồi cà phê ở quê đường. Với sáu tay súng, bọn cướp ở thế áp đảo. Những khẩu súng trong tay trinh sát buộc phải khạc lửa. Tiếng súng hai bên tiếp tục nổ rèn vang phố núi Các tay súng thiện xạ của trinh sát Đã buộc các tên Hà Văn Răng, Nguyễn Thành Vinh đèn tội Biết chống cự lúc này sẽ phải chịu chung số phận như hai tên đồng bọn Nên Phạm Thành Nhân và những tên còn lại ôm súng tàu thoát Sau nhiều tháng trinh sát nắm tình hình Lực lượng phá án phát hiện xảo huyệt của Phạm Thành Nhân và đồng bọn là khu dãy cà phê Bạt Ngàn tại xóm mới, cây số 5, thị xã Buôn Ma Thuật. Giai đoạn này ở thị xã Buôn Ma Thuật, phong trào đoàn viên thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự rất mạnh. Nhiều đoàn viên thanh niên tích cực truy bắt cướp cùng công an. Mộng sinh là một trong số đó. Sáu thi và mộng sinh đã nhiều lần xâm nhập khu vực Phạm Thành Nhân và đồng bọn ẩn náu, Nhưng lần nào đến nơi cũng chỉ tìm thấy dấu vết để lại, còn chúng đã biến mất. Ngày 9 tháng 11 năm 1981, cuộc truy lùng vào xào huyệt Phạm Thành Nhân trong cơn mưa chiều xối xả. Khi vào gần đến nơi, phát hiện dấu vết bọn cướp và nghe tiếng động phía trước. Sáu thi và mộng sinh vội chui vào thùng phi bên gốc cây nghe ngóng động tĩnh thỉnh thoảng thò đầu ra quan sát lúc này cánh quân do thành dâu tức phan văn thành chỉ huy cũng đang tiến vào hơn 5 giờ chiều nghe yên nắng sáu thi và mộng sinh chui ra khỏi thùng phi sáu thi huyết sáo làm ám hiệu tìm cánh quân thành dâu thì bọn cướp phát hiện anh cách chúng chừng 5 mét Sáu thi bước tới rồi lui lại vì đạp phải gốc cây mục và nghe tiếng lên đạn của súng. Anh ra hiệu cho mộng sinh lùi lại. Năm phút sau, cánh quân thành dâu vào đến. Sáu thi cùng thành dâu chỉ huy anh em truy kích nhưng bất thành. Chiều đầu tháng 12 năm 1981, mộng sinh đến tìm sáu thi nhưng không gặp. Cô báo cáo tình hình với thiếu tá Hoàng Lâm Phó công an thị xã Buôn Ma Thuật Phó ban chuyên án Việc Phạm Thành Nhân đã về nhà Hắn nói mai đi Bình Định Một giờ sáng đêm thứ ba Kể từ khi mộng sinh báo tin Sáu thi giật mình thức giấc Anh linh tính Phạm Thành Nhân đã về nhà Lận khẩu súng K-54 vào bụng Căn dặn vợ đôi lời Sáu thi rời khỏi nhà và đến đội cảnh sát hình sự khi chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm 2 tiếng. Nghe tiếng gọi của Sáu Thi, các chiến sĩ bật dậy như một phản xạ theo thói quen. 4 phút sau, 9 chiến sĩ đã nai nịp súng đạn chỉnh tè và lên xe. Sáu Thi lái chiếc xe Jeep lao ra cổng đến đồn công an số 3. Nơi anh đã từng làm trưởng đồn, huy động thêm lực lượng. Lúc này các đồng chí chỉ huy đồn vắng mặt Sau thì nói với các chiến sĩ là có việc gấp Cần anh em hỗ trợ Hiểu tính khí của người thủ trưởng cũ Năm chiến sĩ lập tức cầm súng Tất cả đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu 10 phút sau Chiếc xe dép mui trần đỗ cách nhà Phạm Thành Nhân khoảng 20 m Phố phường đang giấc ngủ say Các chiến sĩ lặng lẽ tiếp cận mục tiêu triển khai đội hình chiến đấu cộc 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 tiếng gõ cửa đủ để trong nhà nghe thấy ai đó tiếng mẹ nhân hỏi vọng ra kiểm tra hộ khẩu bác ơi cảnh sát khu vực thế hải đây cánh cửa nhỏ mở ra thế hải và sáu thi bước vào bóng đèn vàng vọt không đủ sáng sáu thi nhìn quanh một lượt và hỏi còn ai nữa không bác Chẳng có ai nữa đâu mấy chú ơi Nói rồi Người mẹ già đi lại phía cửa miệng hầm Hầm thời kháng chiến còn lại Rộng gần hết nền nhà Sâu khoảng một mét rưỡi Xung quanh tường hầm ép án Rồi hầm có ai không bác Không có Không tin mấy chú cứ xuống mà coi Nói rồi bà thở dài thoáng vẻ lo âu ánh đèn pin quét nhiều lượt quanh căn hầm vẫn không tìm thấy ai và cũng không thấy sự bất thường nào sáu thi và thế hải soi mắt thật kỹ theo ánh đèn pin vào những vật dụng linh tinh không đủ chỗ ẩn nập cho con người cho thấy không có sự xuất hiện của ai ở đây tiếng dế than đâu đó cất lên vô tư trong căn hầm tĩnh mịch Phát K-54 xuyên mắt cả chân tướng cướp Là người đã từng ăn hầm Nằm hào trong kháng chiến Sáu thi chợt nghĩ Hãy nhân đào ngách ẩn nấp Anh bảo thế Hải nhặt cục đá vào Và cùng anh xuống hầm lần nữa Lấy lại khẩu của AK Sáu thi đưa súng ngắn cho Thế Hải Tiếng mở khóa lách cách vàng lên Từng bậc tam cấp xuống hầm nhưng ngắn lại bởi những bước chân rắn giỏi của hai chiến sĩ can đảm thế hải gõ xung quanh bốn bức vách tường lót ván gõ đến bức tường thứ hai thì nghe phát ra âm thanh rỗng bên trong hải gõ mạnh thì chỗ mối nối hai miếng ván giạt hé ra ánh đèn pin chiếu dõi thấy vật gì giống như móng chân người sau thì lên tiếng anh Nhân, anh Nhân Không có tiếng trả lời Trao khẩu AK cho Thế Hải Sau thi lấy lại khẩu K54 Và đèn pin Anh bảo Thế Hải ngồi ngay góc Nếu đối tượng chống cự sẽ nổ súng Sau thi dòi đèn pin vào điểm nghi vấn và đánh giọng Anh Nhân, chúng tôi đã phát hiện danh Yêu cầu anh ra hàng nếu không chúng tôi sẽ nổ súng Đêm tĩnh mịch Căn hầm tối om dưới lòng đất cô tịnh đến giận người Ở trên nhà Mẹ và vợ nhân nín thở theo dõi động tĩnh dưới căn hầm Anh nhân Tôi cho anh cơ hội cuối cùng Tôi đếm 1 đến 3 nếu anh không hàng tôi sẽ nổ súng 1 2 Rồi sau thi đếm tiếng thứ ba Vẫn im lặng trong phút giây càng thẳng Đoàn Tiếng súng nổ Phá tan bầu không khí tĩnh mịch căn hầm Mũi đạn K-54 công phá ngay điểm nghi vấn Chết em rồi anh Thi ơi Nhân kêu lên Sao ngoan cố vậy ra hàng đi Chấp hai tay đưa ra Miếng ván được kéo qua một bên Nhân đưa hai tay ra phía trước Nhân đã bị thương Biên đạn xuyên mắt cá chân khiến hắn nhấc chân tập tỉnh rất khó nhọc. Sau thi diều hắn chui ra khỏi ngách hầm ra cho thế hải canh giữ. Anh kiểm tra căn hầm thu giữ khẩu AR-15 đầy đạn, một dao găm, một quả lũ đạn. Nhân được đưa lên xe, trong bóng đêm, nhân quay nhìn căn nhà đơn sơ, thấm đậm tình thân lần cuối kể từ đây những kỷ niệm sóng gió cuộc đời sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng của một tướng cướp kẹt tiếng. Sau thi lái chiếc xe dép lao vút trong bản đêm đưa phạm thành nhân và các chiến sĩ về công an thị xã lúc 4 giờ sáng. các chiến sĩ y tế lập tức được điều đến băng bó vết thương cho nhận. cho em xin gặp riêng anh phạm thành nhân nói khi sáu thi cùng các trinh sát ngồi xuống ghế đối diện nghĩ nhân sẽ hối lộ nên sáu thi bảo việc gì cứ nói luôn đi nhân khẩn thiết xin gặp riêng sáu thi đành dìu hắn ra chiếc ghế dài bên ngoài và bảo có gì anh nói đi em đang tội chết em nói xong rồi anh bắn em cũng được chỉ nói cho anh biết là anh lớn mạng tốt số lần trước anh lọt vào vòng ngắm của lính em. Nhận kẻ Chiều cuối tháng 11, anh và Mộng sinh vào nơi bọn em ẩn nấp Anh cầm khẩu K54, chân bước sụp xuống gốc cây mục thì tên đàn em của em dê nòng súng AK từ dưới lên ngay ngực anh. Ngón tay trò hắn đưa vào vòng cò súng Ngay lúc đó em rằng nòng súng sướng bảo không được bắn. Hắn hỏi em sao không xử sáu thi. Em nói, mày ngu quá, xử ổng bộ mày thoát được hả? Sáu thi đã vào tận đây thì đâu chỉ một mình. Cả toán trinh sát của ổng toàn mấy tay bắn súng thiện xạ Mày nhắm có thoát được không? Mày không nhớ lần chết hụt trong căn nhà hoang sao? Rút êm là tốt nhất tên đàn em của em chửi thề rồi hạ súng xuống cùng em lùi nhanh vào rừng cà phê bạt ngàn sổ thì giật mình sợn gáy khi nghe lời kể của nhân anh đặt tay lên vai nhân nói vậy là tôi đã nợ anh một mạng cảm ơn anh không cần cảm ơn đâu nói một cách công bằng là lúc đó em cũng nghĩ đến sự sống của mình vì nếu đồng bọn em bắn anh thì khác gì lại ông tôi ở bụi này Và hẳn linh anh sẽ tấn công liệu bọn em có thoát được không Hay cũng sẽ đèn mạng như thằng Giang thằng Binh ở căn nhà hoang trước đó Gắn điều thuốc sau thì chào lên môi Giết mở hơi nhẹ Phạm Thành Nhân nói tiếp Và lần này anh cũng hên đó Em mới về khoen hầm chưa được bao nhiêu Chứ em khoét sâu và rộng đủ chỗ sử dụng được súng, và em tự thủ thì chưa chắc anh bắt được em. Chỉ cần một quả lựu đạn là có thể em sẽ chết cục anh Phạm Thành Nhân được đưa về trại tạm giam công an tỉnh, tiếp tục điều trị vết thương và tiến hành công tác điều tra xét hỏi. Người sĩ quan điều tra hỏi nhân: "Vì sao một viên đạn K54 mà trung úy Văn Ngọc Thi có thể bắn xuyên bốn mắt cá chân của anh. Nhận lý giải. Do ngách hầm chặt, hai bàn chân xếp sát nhau. Trong những ngày Phạm Thành Nhân khai cùng, sáu thi thỉnh thoảng đến thăm và động viên. Nhân nói, em tận số rồi, tội lỗi em gây ra giờ em phải gánh lấy. Nhưng nếu được chết trong tay anh em cũng không hối hận. Tôi sẽ đề nghị tòa án xem xét khi lượng hình cho anh. Không cần đâu anh, tội em quá nặng, chắc em phải đền mạng. Em chấp nhận kết cục bi thương này. Đây là cái giá phải trả của một kẻ có lối sống bất lương thuê nhà. Nghĩ mình đã nợ phạm thành nhân một cái mạng. Và xét hoàn cảnh cũng như sự ăn năn khai báo thành khẩn của nhân. Sau thì đã đề nghị tòa án xem xét khi lượng hình nhưng vì tội trạng quá nặng nên Phạm Thành Nhân đã phải chịu mức án tử hình trong một phiên tòa sau đó. Nhân dân vui mừng vì tên cướp khét tiếng đã phải đèn mạng. Lực lượng công an đã lập nên một chiến công huyền thoại trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Hành trình truy lùng chúa tể rừng xanh một chiến công khác của Sáu Thi và đồng đội đó là hành trình truy lùng chúa tại rừng xanh Huỳnh Văn Hòa. Đại tá Văn Ngọc Thi kể, vào khoảng giữa năm 1997, huyện Cà Đông Na Đắk Lắk lúng động bởi vụ án rất nghiêm trọng làm hai người thương vật. Kẻ đã nổ súng gây ra thảm kịch đau lòng ấy là Huỳnh Văn Hoàng. Sau khi gây trọng tội, hoàng mang theo súng bỏ trốn phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy xét cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt huỳnh văn hoàng trên toàn quốc qua xác minh trinh sát nhận định huỳnh văn hoàng đang lẩn trốn tại khu rừng xã nam ca giáp danh giữa huyện crong nô và huyện lắc Hai khẩu súng AR-15 và AK bên người hắn luôn sẵn sàng nhả đạn, chống trả lực lượng vây bắt. Lực lượng trinh sát đã nhiều lần băng rừng lội suối chặn đường, mai phục, chờ đến giờ y đi làm thì bày bắt. Nhưng đều thất bại vì y quá tinh danh, thoát ẩn thoát hiện nơi rừng sâu núi thẳng. Y thường xuyên qua lại, lần trốn ở khu vực Nam Ca và Bảo Mới công an đến nơi này thì y tránh đến nơi khác cứ như thế cuộc truy lùng y như những cuộc trốn tìm chưa có hồi kết tại khu bảo mới hoàng nổi tiếng là kẻ ngang tảng hung ác hà hiếp dân lành gây bất bình lòng dân nhưng không ai dám trái lời do những hành vi tác oai tác quái của hoàng nên dư luận gán cho y biệt danh hoàng phát xít chúa tề rừng sành Khu vực bảo mới bị ngăn cách bởi con sông của Đông Nô Sông rộng chừng 300 mét Quanh năm nước xiết Chảy quanh sườn núi Ôm cánh đồng thung lũng phì nhiêu Chiếc thuyền độc mộc duy nhất Hoàng yêu cầu nhóm người di dân vào phá rừng Ở xung quanh tròi giấy của hắn phải cất dầu Không được cho người lạ sử dụng Với tài bắn súng thiện xạ Kẹp nách không cần nhắm y có thể hạ gục bất cứ mục tiêu nào thư kêu gọi đầu thú được gửi đến chính quyền địa phương trao tận tay vợ của hoàng nhận thư vợ trao hoàng bảo để xem công an nói gì đọc xong lá thư của trường phòng cảnh sát hình sự nguyễn đức quang y nhếch mép cười ông này nói rất hay rất tình người nhưng không thể thuyết phục được kẻ đã từng giết người này xin lỗi ông nói rồi in nở nụ cười bí hiểm đã bao cuộc họp bàn chuyên án nhiều biện pháp nghiệp vụ được tung ra nhưng núi rừng bao la hiểm trở con sông của đông nô chảy xiết bốn mùa là trở ngại rất lớn cho cuộc truy lùng kẻ gây tội ác tày trời lá thư kêu gọi đầu thú thứ hai được chuyển đến tay hoàng phát xít vào đầu năm 1998 nhưng sau một thời gian khá lâu không thấy phản hồi ban chuyên án quyết định đối sách mới bản lĩnh của sáu thi và các trinh sát tiếp tục được thử thách một chuyến đi dài ngày nữa lại bắt đầu sau khi trưởng phòng nguyễn đức quang bàn thảo chi tiết với phó phòng văn ngọc thi đội trinh sát động vật gồm nhiều trinh sát được gắn tên với các con vật như Quyền voi trinh nhím trung gà thắng châu đất được tung vào tận hang ổ để săn lùng tin tức hoàng phát xít buổi chiều từ huyện đắk rơ lấp xác minh một vụ án khác về người còn dính đầy bùn đất trung gà đã gặp xếp thi sáu thi bảo trung gà tạm gác vụ đó lại để đi đà nẵng săn hoàng phát xít vì có tin vợ y vừa ra bến xe buôn ma thuật Mua vé về Đà Nẵng Cầm năm chục ngàn sau thi đưa. Trung gà vọt nhanh ra đường Ngoắc chiếc xe Honda thổ Ra bến xe buôn ma thuật Đến bến xe Trung gà không vào mua vé Mà đứng ở ngoài cổng quan sát Thấy đúng chiếc xe mà sáu thi Vừa nhận tin báo là vợ Hoàng Phát xít Đã mua vé Nên anh lên xe Nhận ra mục tiêu đang ở hàng ghế giữa Trung gà xuống hàng ghế gần cuối xe Tầm mắt đồ quan sát Xe chạy khoảng chục cây số Thì người phụ xe thu tiền Vé xe đi Đà Nẵng 75.000 đồng Trung gà nói nhỏ vào tai người phụ xe Tôi là cảnh sát hình sự Đắk Lắc Đang đi công tác đột xuất Không kịp mang theo tiền Có gì tính sau được không? nghe phụ xe báo lại người chủ xe cũng nói nhỏ với trung gà không sao chuyện nhỏ nếu cần dọc đường chú ăn cơm cùng nhà xe cũng được suốt chặng đường gần 700 trăm cây số trung gà không dám ăn uống gì dù bụng đói cồn cao đã bao ngày đêm đi xác minh vụ án ở Đắk rờ lấp về người mệt mỏi buồn ngủ khủng khiếp nhưng suốt chặng đường hơn 700 cây số anh không dám ngủ. Đôi mặt phải dõi theo động tĩnh của vợ Hoàng trên xe, cũng như mỗi khi xe dừng ăn cơm hay đổ xăng. Khoảng 7 giờ tối, đến ngã ba Huế ở Đà Nẵng, vợ Hoàng phát xít xuống xe và có người đón. Chúng cả lập tức đón xe thổ bám theo qua bên kia và một căn nhà trong hẻm nhỏ. Trung gà bí mật hỏi thăm bà con thì biết đó là nhà của mẹ đẻ Hoàng. Bà con ở đây cho biết cả năm nay không thấy Hoàng về. Trung gà yêu cầu người chạy xe ôm trở về công an thành phố Đà Nẵng. Thầy bộ dạng dơ giấy và đang nghi của vị khách. Anh xe thổ sợ trở nhầm kẻ cướp nên không chịu đi nữa. Mà bỏ Trung gà bên bờ sông Hàn giữa đêm khuya trả 35.000 đồng tiền xe thổ, ăn một tô bún lót dã 3.000 đồng, chỉ còn 12.000 đồng, cho hành trình truy tìm Hoàng Phát Xít. Quả là khó khăn biết chừng nào. Đêm hôm ấy, Trung Gà thu mình trên ghế đá ở bờ sông trong cái lạnh thấu xương và chịu những trận tấn công của những đàn mũi đói. 2 giờ sáng, tổ cảnh sát bảo vệ tuần tra dựng anh dậy, hỏi giấy tờ vì thấy anh có vẻ bụi đời. Nghe chung gà kể lại sự tình Anh em cảnh sát bảo vệ liền đưa anh về đơn vị ngộ tạm Sao hôm sau Chiến sĩ cảnh sát bảo vệ đưa chung gà Lên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng làm việc Không giấy công lệnh Chỉ có thẻ ngành Trung gà được đội phó Huỳnh Đức Cường cho 200.000 đồng Bảo ra mua cái áo mới mặc Mua cái áo hết 100.000 đồng mặc vào trung gà nghe ấm tình đồng đội đến lạ sau mấy ngày cùng cảnh sát hình sự đà nẵng xác minh vẫn không tìm ra dấu vết hoàng phát xít trung gà được lệnh rút về đắk lắc thực hiện phương án hai vào hang cọ vừa về đắk Lắk, trung gà được sáu thi cho đi học lái máy cày để vào hang ổ của hoàng phát xít các trinh sát thiện chiến khác hóa thân vào các vai làm nương dậy dần đánh bắt cá triệt sông. Ngay cả phó phòng Văn Ngọc Thi cũng phải đi quốc đất thuê cho dân khu vực nhà Hoàng Phát Xít ở cả tháng trời. Sau một tuần học lái xe máy cải, Trung Gà được ông chủ chuyên cải ruộng thuê nhận vào làm công. Ruộng gia đình Hoàng Phát Xít rất nhiều ở khu vực thung lũng ven sông này. Khi Trung Gà nhận việc cũng là lúc vào mùa cày ruộng được ông chủ giao việc cày ruộng cho hoàng phát xít là cơ hội quá tốt để trung gà vào hang ba tháng trôi qua sáu thi và đồng đội vẫn âm thầm tìm kiếm dấu vết hoàng phát xít nhưng không bứt dây động rừng mà chờ tin từ trung gà những tin tức quý giá mà trung gà nắm được đều chuyển cho thiếu tá văn ngọc thi nói về hoàng phát xít nhiều người sợ cái uy giang hồ của y ở bầu mới khu vực y lẩn trốn không người dân nào dám trái ý hắn với tài bắn súng thiện xạ y có thể hạ gục bất cứ mục tiêu nào việc đấu súng với y là vô cùng nguy hiểm nên sau thi cùng đồng đội phải nát óc suy nghĩ và theo chuyên án hơn 3 năm trời kể từ khi y gây án được tin hoàng đi khai thác gỗ ở nam ca sáu thi liền rút trinh sát đi nam ca khi các anh đến nơi thì hoàng phát xít vừa biến vì anh thấy đông người lạ đến y lại trở về bầu mới một khu vực hiểm trở sau những cánh rừng nguyên sinh rất khó xâm nhập đến lúc này các biện pháp trinh sát chỉ dừng lại ở việc đuổi theo tin tức như cuộc trốn tìm chưa hồi kết sáu thi quyết định phương án theo dõi trực tiếp khu vực nhà dãy Hoàng Phát Xít và căn dặn trinh sát phải hết sức thận trọng. Còn Sáu Thi về buôn ma thuật báo cáo tình hình cho trưởng phòng Nguyễn Đức Quang. Theo lệnh gọi, sau khi nghe Sáu Thi báo cáo tin tức về Hoàng Phát Xít, trưởng phòng Quang khen ngợi: các chú giỏi lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe, chuyên án này xác định là lâu dài. Anh em vất vả lắm nhưng cũng đành phải cố thôi. Bằng mọi giá phải nhanh chóng giải quyết xong vụ này. Để thằng này ngoài vòng pháp luật ngày nào là dân tình khốn khổ ngày đó. Anh vẫn thấy lo là trận đánh sắp tới càng gò nguy hiểm hơn nhiều. Vì Hoàng Phát Xít là tay súng thiện xạ đã từng giết người. Nhận thư kêu gọi đầu hàng. Ý đã cử tuyệt nhất định y sẽ chống trả anh em ta đến cùng chuyện đổ máu hy sinh là khó tránh khỏi không sao đâu anh anh em ai cũng gan dạ kiên cường khôn khéo và luôn giữ thế chủ động em tính toán phải thắng mới đánh quyết không thể để sơ xuất đã gần một nghìn ngày trôi qua kể từ khi hoàng phát xít cướp đi một mạng người và làm trọng thương một người khác hắn chưa đền tội trước pháp luật là trách nhiệm của công an mà trinh sát hình sự là những người giữ trọng trách lớn lao trưởng phòng nguyễn đức quang và phó phòng văn ngọc thi luôn ý thức rõ điều đó hai anh luôn đau đáu lòng mình bởi món nợ lớn với nhân dân chưa trả được sau một ngày làm việc với trưởng phòng nguyễn đức quang và sắp xếp một số việc gia đình sáu thi nóng lòng muốn đi crono ngay đêm hôm ấy trong rừng cờ đông nô Cách buôn ma thuật hơn 100 cây số Anh em trinh sát co mình trong những tấm bóng ni lông Dưới những tàn cây cổ thụ Những giấc ngủ thiêu oxy mệt mỏi ê người Nhưng anh vẫn phải vượt qua gian khổ Vì mục tiêu chưa đạt được Hơn 3 năm trời rộng rã Các anh đã quen với việc Đêm ngủ rừng ngày lùng tội phạm Rồi quốc đất giúp dân trai sần đôi tay Công việc ấy đã tôi luyện thêm ý chí kiên cường và đối mắt tinh anh của những thám tử trong hành trình truy lùng chúa tể rừng xanh diệt trừ kẻ ác. Sau thi tiếp tục chỉ đạo lực lượng trinh sát vào rừng tăng cường nắm bắt tình hình về chúa tể rừng xanh. Sau một thời gian điều tra không kết quả, sáu thi lại cho rút quân. Đến tháng 11 năm 2000, được tin báo hoàng phát xít đã xuất hiện. Sáu thi phân công sáu trinh sát vượt sông và rừng tìm kiếm. Đến đầu tháng chạp năm 2000, được lệnh của lãnh đạo công an tỉnh, sáu thi rút anh em về ăn Tết vì xét thấy chưa thể phá án. Ăn Tết xong, Văn Ngọc Thi tiếp tục chỉ huy anh em vào rừng truy lùng Hoàng Phát xít. Sau một tuần lặn lội, đồng cam cộng khổ cùng anh em, sáu thi sắp xếp phân công chung gà, trinh nhín thắng châu đất ở lại Rồi anh em khác trở về đơn vị Lo những vụ án khác Khoảng hơn 4 giờ chiều Trung gà và trinh nhím Nằm sát bìa rừng Giáp khu ruộng nhà hoàng Dán mắt vào khoảng không gian bốn bè yên ắng Cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống Các chiến sĩ nép mình Vào gốc cây trú mưa Nhưng vẫn phóng tầm mắt Về khu vực ruộng lúa Của chúa tẻ rừng xanh từ đằng xa Cách nơi các anh ẩn nấp khoảng Dầm trăm mét Hoàng khoác súng trên vai đi thăm ruộng lúa. Trung gà bảo Trinh Nhím Chạy về điểm tập kết Báo cáo cho Thắng Châu Đất biết Trinh Nhím băng rừng chạy nhanh về điểm tập kết Cách đó gần một cây số Thắng Châu Đất có nhiệm vụ Báo cáo tình hình về cho sau thi Anh chạy một mạch tới bờ sông Thì trời cũng đã tối Và chẳng thấy bóng dáng một chiếc xuồng nào không lưỡng lự Thắng lao mình xuống sông Cờ Đồng Nô Bơi qua giữa dòng nước xiết Còn sông rộng 300 m Được rút ngắn cự ly Sau những sải tay thoăn thoát Của người trinh sát cử khôi Qua sông không kịp nghỉ thở Thắng lập tức chạy bộ mấy chục cây số Tới công an huyện Cờ Đồng Nô Thì kim đồng hồ chỉ đúng một giờ sáng Chúa tẻ rừng xanh đèn tội Đêm thứ hai Kể từ hôm sáu thi về buôn mắt thuật Sau một ngày làm việc hối hạ Và sắp xếp chuyện gia đình Sáu thi mới được một giấc ngủ ngon Nhưng rồi chuông điện thoại đổ liên hồi Lúc 1 giờ 10 sáng Làm anh giật mình tỉnh giấc Anh cầm ông nghe Ở đầu dưới bên kia giọng nói gấp của tháng châu đất Báo cáo anh chúa tể rừng xanh đã xuất hiện lúc 4 giờ chiều hôm qua tại ruộng lúa Tốt Sáng mai em quay lại rừng ngay và cùng anh em tiếp tục nghe ngóng động tĩnh chờ tiếp viện 6 giờ 30 sáng Sáu thi cùng tổ trinh sát tăng cường lập tức hành quân Đi ô tô lên huyện crong Đông Nô mất hơn một tiếng đồng hồ Rồi ngược dòng sông Cờ Đông Nô hơn 80 số bằng xuồng. Sau thi cùng tổ chính sát tăng cường đến công an huyện Cường Nô vào chiều tối. Cho anh em nghỉ ngơi, anh làm việc với trưởng công an huyện. 4 giờ sáng, khi anh em công an huyện còn say giấc thì lính của Sáu Thi đã âm thầm xuất quân. Mất hơn một ngày vòng qua Nam Ca, huyện Lắc giáp danh Lâm đồng. Sáu Thi cùng tổ chính sát tăng cường mới vòng về Urbin, huyện crong Nô, Đắk Lắc. Không có la bàn, các anh theo hướng mặt trời mà đi. Nhưng khi mặt trời đã khuất núi thì chỉ còn biết vận dụng kinh nghiệm đi rừng mà bước. Bảy giờ tối, núi rừng tối mịt. Sáu thi hạ lệnh cho anh em ngủ nghỉ. 6 giờ sáng, sau khi lót dạ những ổ bánh mì mang theo, các anh tiếp tục của hành quân. 11 giờ trưa, đến khu vực huyện Lắc, giáp giới Lâm Đồng, thì gặp phải vách đá dựng cao ngất trời ngắm nghĩa một hồi sau thi quyết định tiên phong vượt núi núi cao không khí loãng khiến sáu thi thở không ra hơi anh phải dừng lại nghỉ lấy sức rồi mới leo tiếp vận động viên leo núi bất đắc dĩ đã thành công sau gần một tiếng đồng hồ đánh vật với hiểm nguy sau thi bứt dây rừng quăng xuống cho các trinh sát níu trèo lên vượt qua đỉnh núi rồi phải xuống núi vòng lại phía Cơ đồng nô 3 giờ chiều các anh qua được địa phận Cơ đông nô và gặp được anh em trinh sát đang bám khu vực nhà hoàng phát xít sau thì nhanh chóng hội ý và bảo trung gà trở vào quan sát thật kỹ địa thế khu vực nhà giấy của hoàng phát xít vẽ chính xác sơ đồ để có phương án tấn công Bài toán nan dài lúc này Là làm thế nào để Sáu con chó giữ săn mùi rất tài của Hoàng Không đánh hơi người Sau thi cho anh em nằm phơi sương đêm Để giảm bớt hơi người Riêng chung gà suốt 5 tiếng đồng hồ nhịn đói Đã vẽ chính xác sơ đồ Và trở ra ra cho sau thi Cuộc bao vây bắt đầu Sau thi cùng chung gà Thắng châu đất Tuấn Văn và Trinh Nhím Đi mũi chính diện Các tổ còn lại đi hai bên Anh bảo Tổ nào phát hiện truy đuổi Mà nó chạy về hướng tổ khác Thì không được bắn Để phòng chúng anh em mình Chỉ cần bắn chỉ thiên và chi hô Thì tổ hướng đó sẽ đánh chặn Nhưng cũng phải xem có anh em đuổi sát không Cố gắng bắn cầm canh Nhờ cho nó bắn hết đạn Thì ta đánh ngục Đêm khuya, ánh đèn pin được thu nhỏ đủ để những bước chân nối nhau trong cuộc hành quân truy kích đầy nguy hiểm, gian khổ, giữa núi rừng. 3 giờ sáng, tới cách nhà hoàng hơn 300 m theo địa hình rừng núi. Đã bao ngày đêm mệt mỏi, các trinh sát tranh thủ chợp mắt cho thần kinh đỡ căng thẳng. Sau thì không sao ngủ được bởi trận đánh ngày mai là trận đánh sinh tử của anh và đồng đội tiếng gà rừng gây vang núi rừng thức giấc sáu thi nhắc anh em ăn sáng no vì không biết trận đánh sẽ kéo dài trong bao lâu ăn sáng xong sáu thi chỉ huy lực lượng trinh sát tiếp cận bìa rừng gần nhà dãy của hoàng phát xít theo phương án đã bạch thì sẽ bí mật đột kích nhà dãy hoàng phát xít có hoàng thì sẽ gọi hàng và tấn công nhưng tình huống bất ngờ đã xảy ra là khoảng 15 phút sau Vợ chồng Hoàng ra ruộng Hoàng kẹp khẩu AR-15 đi trước Đây là cơ hội khá tốt ngoài dự kiến Sau thì nói với anh em phải hết sức cẩn thận Không để Hoàng dùng vợ làm con tin Anh chỉ huy anh em nhích dần về phía mục tiêu Khi còn cách Hoàng chừng 90 m Thì bốn mũi trinh sát đã án ngữ bốn phía Hoàng phát xít đã lọt vào vòng vây Trận đánh sinh tử bắt đầu Anh Hoàng hạ vũ khí đầu hàng đi Sáu thi tử trong đám lau sậy Bắt tay làm loa hồ lớn Đoàn đoàn Khẩu súng trong tay Hoàng phát xít Khạc lửa lên hồi Những mũi đạn bọt khỏi nòng súng Bay về nơi phát ra tiếng gọi Sau thi ra lệnh cho anh em nằm sát xuống Nấp vào các gốc cây tránh đạn anh Hoàng, anh đang bị bao vây. Chúng tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Bỏ súng xuống, đầu hàng đi. Ngoan cố chống trả chúng tôi sẽ tấn công. Đoàn, đoàn, đoàn. Hoàng Phát Xít tiếp tục trả lời gọi hàng bằng những chàng súng xối xa. Đoàn, đoàn, đoàn. Sau thi lấy khẩu AK từ tay Tuấn Văn nổ ba phát súng chỉ thiên. Cảnh cáo Hoàng Phát Xít. Em chạy đi, Hoàng đẩy vợ về hết lớn Chỉ trong tích tắc vợ hắn đã chạy khỏi bồng nguy hiểm Và ngay lập tức Chàng súng liên thanh xé rừng bay vào đội hình trinh sát Hoàng phát xít vừa đi lùi vừa nhẹ đạn Hành động chống trả điên cuồng ấy Đã kéo dần hắn về cõi chết Không thể kiên trì được nữa Sáu thi ra lệnh tấn công Từ nhiều phía Những loạt đạn nã về phía Hoàng Phát Xít Hoàng trúng đạn nhưng vẫn kẹp súng cúi chạy. Từ trong đám sậy, trung gà thắng châu đất bay ra, phát đạn K-54, từ tay trung gà cắm vào vai hoàng, đẩy gục xuống. Sau thi bay tới đè người và tược súng. Bị hai phát đạn vào người, hoàng đã yếu sức và bất động Sau thi tổ chức anh em đưa hoàng đi cấp cứu, nhưng do đường rừng núi xa xôi hiểm trở, phải khiêng bộ, nên hoàng đã tử vong sau đó chiến công đặc biệt xuất sắc của các trinh sát quả cả đã làm nức lòng người dân nhất là người dân Cửu đồng nô nơi đã chịu nhiều khốn khổ một thời gian dài bị hoàng phát xít tác hoài tác quản